Mỹ quan ngại về việc Việt Nam kết án những người thúc đẩy nhân quyền. Tàu tuần dương của Hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam. Gần 74.000 doanh nghiệp rời thị trường trong quý đầu năm nay. Căng thẳng Trung Đông, 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng ở Gaza vì không kích của Israel. Iran thề trả thù Israel sau vụ tấn công tòa đại sứ Iran ở Damascus. Israel đóng cửa các văn phòng của đài Al Jazeera vì làm tổn hại an ninh Israel. Suy dinh dưỡng bao trùm Gaza, trẻ em chết dần, chết mòn. Điểm nóng châu Á, Triều Tiên phóng tên lửa tình nghi là đạn đạo tầm trung. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1 tháng 4 bày tỏ quan ngại về việc những người thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam bị kết án và kêu gọi Hà Nội tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Giới tranh đấu đã gióng lên cảnh báo về tình hình nhân quyền Việt Nam và kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu lên những lo ngại về tình hình đó trong hoạt động ngoại giao của Mỹ với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong tuyên bố hôm 1 tháng 4 rằng chúng tôi đặc biệt lo ngại về bản án 13 năm tù gần đây đối với Greg Bia, người đã lên tiếng một cách ôn hòa về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Chúng tôi cũng tiếp tục quan ngại về bản án nhiều năm tù đối với Nay Y Plan, Danh Minh Quang, Thạch Cường và Tô Hoàng Chương chỉ vì họ vận động ôn hòa cho nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công. Tổng thống Biden đến thăm Việt Nam vào năm ngoái và Tòa Bạch Ốc cho biết ông đã nêu lên những lo ngại về nhân quyền. Tuy nhiên, giới tranh đấu cáo buộc chính quyền của ông Biden bỏ qua các vấn đề nhân quyền khi giao dịch với các đối tác châu Á như Việt Nam và Ấn Độ, những nước mà Washington có mối quan hệ chiến lược quan trọng, mà các nhà phân tích cho rằng nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Việt Nam hiện giam giữ ít nhất 163 tù nhân chính trị và đang đàn áp các blogger, giới vận động cho nhân quyền và các nhà hoạt động, những cáo buộc mà Hà Nội phủ nhận. Tàu tuần dương Von Dimier của Hải quân Pháp sắp có chuyến thăm xã giao tới cảng Đà Nẵng từ ngày 11 tới 15 tháng 4 năm nay. Theo Đại sứ quán Pháp, trong chặng dừng chân này, các thủy thủ sẽ có các hoạt động giao lưu với Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam. Tin cho hay, các hoạt động khác cũng đã được lên kế hoạch, đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy an toàn trên biển, chuẩn bị huấn luyện trên biển và chống ô nhiễm, cũng như tìm kiếm cứu nạn, thăm tàu và thi đấu bóng chuyền. Chuyến dừng chân này là một điểm nhấn cho hợp tác Pháp-Việt. Chuyến thăm cũng thể hiện sự gắn bó của Pháp với quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển và bảo vệ các không gian chung, Đại sứ Pháp tại Việt Nam nói trong thông cáo. Kể từ khi khởi hành vào ngày 29 tháng 2, tàu Von Dimier đã tuần tra trên biển và tiến hành tương tác với các lực lượng vũ trang của các nước thuộc ASEAN và khu vực. Cuối năm ngoái, Việt Pháp tổ chức đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng lần thứ 3 tại Paris giữa lúc Hà Nội tăng cường hợp tác an ninh với các nước phương Tây. Gần 74.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở Việt Nam trong quý 1 năm nay, theo báo chí trong nước. Vietnambest dẫn dữ liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý đầu năm nay tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên thành 73.978 doanh nghiệp và nói rằng phần lớn lựa chọn hình thức tạm dừng kinh doanh trong ngắn hạn. Theo báo Tuổi Trẻ, tăng trưởng GDP quý 1 cao hơn cùng kỳ của 4 năm gần đây, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn khi số đơn vị giải thể ngừng hoạt động trong quý đầu năm vẫn cao hơn số thành lập mới quay lại thị trường. Việt Nam là trung tâm sản xuất và xuất khẩu lớn về điện thoại thông minh, hàng điện tử, hàng may mặc và đang tìm cách thúc đẩy các hoạt động kinh doanh sau khi không đạt mục tiêu tăng trưởng hồi năm ngoái do nhu cầu toàn cầu suy yếu, theo Reuters. Việt Nam kết thúc năm 2023 với mức tăng trưởng kinh tế 5,05%, tức là không đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% Quốc hội đề ra. Theo Reuters, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay là từ 6 tới 6,5%. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đây là làng Phong Quy Hòa, hay còn gọi là Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa, thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Nơi đây có hàng trăm ngôi nhà nhóm sắc màu thời gian của những phận người từng mắc loại bệnh phong cùi một thời, từng là nan y. Những người nào có đôi có bạn thì họ nhà nước cho cái nhà ở và sơn
phát cho. Nói chung sơ cũng quan tâm những người bệnh nhân, con em bệnh nhân. Chung là chế độ mình nó thì một ngày ăn là 48.000 là của những người bệnh phong á. Đó là như đó thôi. Nếu mà bệnh nhân thì nếu nhà hư thì cơ quan lãnh đạo cũng sửa cho mình đó. Tại vì mình bệnh nhân mà đâu có tiền đâu mà sửa. Từ xưa đến nay, làng Phong Quy Hòa là nơi kết nối tình thương con người, đặc biệt là những bệnh nhân phong. Đây là nơi mà nhà thơ Hàn Mật Tử đến điều trị vào những năm tháng cuối đời. Nhìn chung thì đời sống nơi này chủ yếu dựa vào lòng hảo tâm. Làng Phong bệnh nhân thì nói chung là cũng bệnh thì cũng nhiều. Đó. Có phần là nói chung là bệnh nhân ở đây rất là khổ chứ không ai giàu đâu. Cũng nhờ cái hỗ trợ của cộng đồng và các những nhà hảo tâm để quan tâm những người bệnh hiểm nghèo. Khuôn viên làng Phong Quy Hòa cũng có hàng quán do con em bệnh nhân nơi đây mở ra buôn bán phục vụ du khách. Tôi là con bệnh nhân ở đây, ở là 39 năm, là mùa mưa gió là ít người đi qua lại đây lắm, vắng lắm. Chứ ở đây là ví dụ Tết thì ví dụ mình bán chỉ giống ngày thứ ba chủ nhật là có khách thôi, chứ ngày thường là vắng lắm. Bán bữa là 100 vài 100 ngàn. Rồi chừng xong này là chỉ là được mùa hè thôi, có thể là được 3 tháng hè thôi. Theo các tài liệu, vào khoảng năm 1929, một linh mục người Pháp đã phát hiện ra sự yên bình vắng lặng của vùng đất này và ông quyết định xây dựng một khu điều trị cho bệnh nhân phong cùng những ngôi nhà dành cho bệnh nhân định cư. Một cuộc không kích của Israel ở trung tâm Gaza làm thiệt mạng ít nhất 7 nhân viên cứu trợ, bao gồm cả người nước ngoài. Theo tổ chức từ thiện World Central Kitchen WCK cho biết, ngày 2 tháng 4, video từ hiện trường vụ tấn công cho thấy một chiếc xe bị phá hủy với một lỗ lớn trên nóc. Những tấm biển có logo WCK được nhìn thấy giữa những mảnh vỡ của chiếc xe cháy đen ở Deir al-Balah. Công dân Úc, Anh và Ba Lan nằm trong số những người được xác nhận đã thiệt mạng. WCK cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình rằng nhóm nhân viên, bao gồm cả người Palestine và một công dân song tịch Mỹ-Canada, đang di chuyển trên hai chiếc xe bọc thép có gắn logo WCK và một xe khác. WCK cho biết, bất chấp các hoạt động phối hợp với lực lượng phòng vệ Israel, đoàn xe đã bị tấn công khi đang rời khỏi nhà kho Deir al-Balah sau khi xuống hàng hơn 100 tấn lương thực viện trợ nhân đạo được đưa đến Gaza bằng đường biển. Đại diện các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các chính phủ đã bày tỏ lời chia buồn hôm 2 tháng 4. Phát ngôn viên của UNICEF James Elder nói, vụ việc này là lời nhắc nhở về những mối đe dọa hàng ngày đối với dân thường và nhân viên cứu trợ. Trong khi, một bài đăng từ tài khoản chính thức của tổ chức phi chính phủ Open Arms lên án những tổn thất về nhân mạng không thể khắc phục được tại một nơi mà nhân loại đang bị hủy diệt. Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ngày 2 tháng 4 thề sẽ trả thù Israel vì cuộc không kích giết chết hai tướng lĩnh hàng đầu của Iran và năm cố vấn quân sự khác ở Syria. Ông tuyên bố, chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ bị trừng phạt bởi bàn tay của những người dũng cảm của chúng ta. Chúng ta sẽ khiến chế độ này hối hận về tội ác này và những tội ác khác đã phạm phải. Cuộc tấn công chưa từng có vào khu tòa đại sứ Iran ở Damascus cho thấy nguy cơ leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột lan rộng khắp Trung Đông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza. Cho đến nay, Iran đã cẩn thận tránh xung đột trực tiếp với Israel trong khi ủng hộ các đồng minh tấn công các mục tiêu Israel và Mỹ. Israel chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự liền kề với tòa nhà đại sứ chính ở quận Mezeh, cao cấp của Damascus vào tối ngày 1 tháng 4, khiến 7 thành viên vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính phủ Israel nói với Reuters với điều kiện giấu tên cho biết những người bị tấn công này đã đứng sau nhiều cuộc tấn công vào tài sản của Israel và Mỹ và đã có kế hoạch tấn công thêm nữa. Quan chức này cho biết tòa đại sứ không phải là mục tiêu. Ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố
Israel đang hoạt động trên khắp Trung Đông để buộc những kẻ đe dọa phải trả giá. Mặc dù ông không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công mà Israel bị nghi thực hiện nhắm vào nhóm sĩ quan Iran ở Damascus. Chúng ta hoạt động ở mọi nơi, hàng ngày, để ngăn chặn kẻ thù của chúng ta giành được sức mạnh và để nói rõ với bất kỳ ai hoạt động chống lại chúng ta trên khắp Trung Đông rằng cái giá cho một hành động chống lại Israel sẽ là một cái giá rất đắt. Một phát ngôn viên của chính phủ Israel ngày 2 tháng 4 cho biết việc tạm thời đóng cửa các văn phòng địa phương của đài Al Jazeera có trụ sở tại Qatar là do đài này, theo cáo giác, có các mối liên hệ với Hamas ở Gaza. Hãng tin này phủ nhận có các liên kết đó. Al Jazeera đã tích cực làm tổn hại đến an ninh của Israel. Nhân viên của họ đã tham gia vào vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Chúng tôi nhấn mạnh rõ ràng, tự do báo chí thì được, tự do cho các chiến binh thánh chiến thì không. Quốc hội Israel, được gọi là Knesset, hôm 1 tháng 4 đã thông qua luật cho phép Thủ tướng Netanyahu và Nội các An ninh đóng cửa các văn phòng của mạng lưới truyền thông Al Jazeera ở Israel trong 45 ngày. Quy định này có thể được gia hạn và sẽ có hiệu lực cho đến cuối tháng 7 hoặc cho đến khi kết thúc các hoạt động quân sự lớn ở Gaza. Al Jazeera bác bỏ cáo buộc gây tổn hại đến an ninh của Israel và coi đó là một lời nói dối nguy hiểm và lố bịch, làm cho các phóng viên của họ gặp nguy hiểm. Al Jazeera đã chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, nơi đài này đưa tin suốt ngày đêm trong suốt cuộc chiến. Đài Al Jazeera do chính phủ Qatar tài trợ, nói biện pháp của Israel là một sự leo thang và rằng đây là một phần trong một loạt các cuộc tấn công có hệ thống của Israel nhằm bịt miệng Al Jazeera, theo một tuyên bố vào cuối ngày 1 tháng 4. Khi mối lo ngại rằng nạn đói sẽ hoành hành ở Gaza ngày càng gia tăng, các bà mẹ Palestine cho biết họ chứng kiến con mình chết trước mắt mà không thể làm gì được. Bà Iman Murtaza nói với Reuters rằng con gái bà đã nằm viện được 2 tháng. Đứa trẻ đang bị viêm gan, lượng đường trong máu thấp và suy dinh dưỡng. Bà Murtaza cho biết con bà từng nặng 7 cân khỏe mạnh, giờ chỉ còn 4 cân và tiếp tục sụt cân hàng ngày. Con gái tôi đang trong tình trạng ngày càng tồi tệ và tôi không thể làm gì cho nó. Tôi nhìn con chết trước mắt mình và tôi không thể làm gì cho nó. Nạn đói sắp xảy ra và có khả năng xảy ra vào tháng 5 ở phía bắc Gaza và có thể lan rộng khắp khu vực này vào tháng 7, theo cảnh báo của Cơ quan Giám sát Nạn đói Thế giới IPC hôm 18 tháng 3. Cùng với tình trạng suy dinh dưỡng, các bà mẹ Palestine còn nói về tình trạng thiếu trầm trọng nước uống sạch, thuốc men và sự an toàn cơ bản sau vụ đánh bom của Israel vào các bệnh viện. Bà Rim Al-Qadi nói với Reuters rằng trẻ em đến bệnh viện để chữa trị, nhưng chỉ trở nên tồi tệ hơn. Với sự thiếu hụt nguồn lực như vậy, bà cho biết trẻ em mắc các bệnh khác nhau phải nằm chung giường, từ đó lây nhiễm cho nhau, khiến tình hình trở nên tệ hại. Việc đảm bảo viện trợ đã trở thành một cuộc tranh giành sinh tử ở Gaza trong chiến dịch trên bộ và trên không kéo dài 6 tháng của Israel, khiến hơn 32.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 75.000 người bị thương, theo thống kê của Cơ quan Y tế Gaza. Israel đang thực hiện cuộc tấn công để trả đũa cuộc đột kích đẫm máu của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái, khiến 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin, theo thống kê của Israel. Triều Tiên bắn một phi đạn tình nghi là phi đạn đạn đạo tầm trung ra biển ngoài khơi duyên hải miền đông nước này hôm 2 tháng 4, theo quân đội Hàn Quốc. Triều Tiên từng thử nghiệm công nghệ tương tự trước đây, như trong đoạn phim này của truyền thông nhà nước về cuộc thử nghiệm vào năm 2023. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng ngày 2 tháng 4 dường như có liên quan đến một phi đạn siêu thanh tầm trung mới chạy bằng động cơ nhiên liệu rắn được bắn từ Bình Nhưỡng vào khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương. Họ cho biết phi đạn đã bay khoảng 372 dặm trước khi lao xuống biển. Ông Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm trên mặt đất của một động cơ như vậy vào tháng trước, theo tường thuật của truyền thông nhà nước trong đoạn phim này. Phi đạn nhiên liệu rắn không cần phải nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng và thường vận hành dễ dàng và an toàn hơn, có thể làm cho vũ khí khó bị phát hiện hơn. Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án cuộc thử nghiệm ngày 2 tháng 4 của Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói, Bình Nhưỡng tìm cách gây hoang mang khi Seoul chuẩn bị cho cuộc bầu cử lớn vào cuối tháng này. Lãnh đạo Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng, động thái này đã phá vỡ hòa bình và ổn định trong khu vực. Cả hai nước Nhật-Hàn đều là đồng minh của Mỹ và gần đây đã mở rộng hợp tác quân sự với Washington khi mối lo ngại ngày càng tăng rằng Nga đang phát triển quan hệ với Bình Nhưỡng. Các quan chức ở Mỹ, Hàn Quốc và Ukraine đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả phi đạn, để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Bình Nhưỡng và Moscow đã bác bỏ cáo buộc này. Trò chơi săn tìm trứng thường niên vào mỗi mùa lễ phục sinh ở miền nam tiểu bang California năm nay bị hủy do thời tiết mưa bão cuối tuần qua. Theo truyền thống, chúng tôi bày trò ở công viên Atlantis, có vẽ mặt, có thỏ phục sinh, có sở thú cho trẻ vui đùa, có bắp rang, bánh kẹo, nhà phao, nhiều lắm, nhưng đều là ngoài trời. Trong 30-35 năm tổ chức, chúng tôi chưa từng bị mưa, nên khi dự báo thời tiết nói trời u ám và mưa gió, chúng tôi phải nghĩ ra cái gì đó cho các gia đình ghi danh cho con em vui chơi ở Atlantis. Trong trung tâm thể thao giải trí này, không thể tổ chức được nhiều trò chơi, nhưng ít ra các em có thể tới đây để tô màu, nhận trứng sô-cô-la và gặp thỏ phục sinh để có một chút không khí của lễ phục sinh. Năm nay thì hơi khác, chúng tôi định là dẫn nguyên một đoàn các nữ hướng đạo sinh, 7 em, định dẫn chúng đi hết, nhưng vì trời mưa, sự kiện bị hủy nên chúng tôi chỉ đưa 2 em tới để gặp thỏ phục sinh. Thời tiết làm sự kiện bị hủy nhưng không hẳn vì họ vẫn có thỏ cùng các gói quà cho mấy em nhỏ nên cũng tốt. Dù không được sinh hoạt ngoài trời đi săn tìm trứng như mọi năm, nhưng các em nhỏ vẫn háo hức khi gặp được thỏ phục sinh. Lần đầu tiên con được nhìn thấy thỏ phục sinh. Đây là lần thứ hai của con. Cảm thấy muốn ôm chặt vào lòng. Thỏ thật dễ thương và mềm mại ấm áp. Thỏ phục sinh giấu trứng cho trẻ con, rồi có đồ chơi nữa. Thỏ phục sinh là một trong những biểu tượng của sự sinh trưởng và phát triển. Hoạt động săn tìm trứng và gặp thỏ phục sinh truyền thống của lễ phục sinh năm nay vẫn được diễn ra tại các hội trường công cộng thay vì ngoài trời. Chúng tôi làm rất nhiều giỏ trứng và chúng tôi rất thích thú khi đem đi giấu chúng. Thỏ lúc nào cũng muốn tặng quà và trứng, nhất là khi các quả trứng chứa đựng những điều ngạc nhiên bên trong và chúng tôi thích những điều ngạc nhiên. Trứng phục sinh với ruột rỗng là biểu tượng của ngôi mộ rỗng của Chúa Giêsu chết đi sống lại trong giáo lý đạo Công giáo. Truyền thống tìm kiếm trứng phục sinh vào mỗi mùa lễ phục sinh được bắt đầu bởi một mục sư Tin Lành, người Đức, vào cuối thế kỷ 16. Gặp gỡ vui đùa với thỏ phục sinh là một trong những sinh hoạt rất được yêu chuộng dành cho trẻ con trong mùa lễ này ở Mỹ. Đây là một nhà thờ của cộng đồng gốc Việt ở thành phố Arlington, ngoại ô thủ đô nước Mỹ, trong ngày lễ phục sinh 31 tháng 3 vừa qua. Rất nhiều gia đình đã tìm tới đây để cùng làm lễ, cùng nhau dùng một bữa cơm trưa miễn phí bên bạn bè, người thân và cho trẻ em tham gia trò chơi tìm và nhặt trứng, vốn là một sinh hoạt truyền thống trong ngày lễ phục sinh. Mỗi người đều tìm thấy niềm vui riêng khi tham gia vào chương trình này. Ngày hôm nay thì rất là đặc biệt cho cộng đồng người Việt ở đây nói chung, cũng như là những thành viên trong Hội Thánh Việt Mỹ nói riêng. Thì mọi người đến đây rất là vui và cũng mang theo gia đình, mang theo bạn bè tới để cùng làm lễ, cũng như là cùng chúc phước cho, cầu phước cho tất cả các thành viên cũng như mọi gia đình ở trong cộng đồng người Việt tại đây. Tới đây hoạt động rất vui, tôi thích năm nào tôi cũng dẫn cháu tôi đi. Ngày lễ phục sinh là một ngày lễ quan trọng trong năm của người theo Kitô giáo. Lễ phục sinh thường diễn ra vào ngày Chủ nhật đầu sau ngày trăng tròn đầu tiên hoặc sau ngày Xuân Phân, thường là cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 hàng năm, để tưởng niệm sự kiện chết và hồi sinh của Chúa Giêsu sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Đối với nhiều gia đình gốc Việt ở Mỹ, lễ phục sinh là một trong những ngày lễ được họ đón chờ trong năm, bất kể có theo đạo hay không,
bởi đây là dịp để mọi người cùng vui chơi, ăn mừng bên người thân bạn bè và đón chào mùa xuân ấm áp. Phục sinh này là một ngày lễ rất là lớn đối với gia đình, cũng đối như với hội thánh. Thì thực ra là gia đình cũng đã chuẩn bị cái ngày này rất là từ lâu rồi. Và hôm nay là trẻ con thì muốn đi được lượm trứng này. Còn với mình thì ngày Chúa sống lại là ngày rất quan trọng. Và nhà là hôm nay cả gia đình đi đến từ sớm. Năm nay tiết trời ấm áp sớm ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nên các chương trình lễ phục sinh của các nhà thờ trong vùng thu hút rất đông các gia đình tới tham dự. Chương trình mừng lễ phục sinh năm nay tại khu nhà thờ này cũng thu hút đông đảo các gia đình gốc Việt hơn, tạo ra một bầu không khí vui vẻ, đầm ấm, thắt chặt hơn những mối quan hệ giữa người thân, bạn bè và đồng hương của các gia đình cùng sinh sống trong vùng. Sau thời Covid, mặc dù chúng ta vẫn bị còn lạm phát rất là nhiều, nhưng mà cộng đồng mình, không khí ở trong cộng đồng mình bắt đầu trở lại nhiều hơn. Tại vì dường như trong mùa Covid không ai muốn làm được gì hết. Và cho nên sau mùa Covid thì giống như một sự bùng tỏa vậy đó. Mỗi người để tìm đến những cái nơi để có thể sinh hoạt, để có thể tận hưởng. Ngoài tham gia các sinh hoạt tại các nhà thờ và các trung tâm cộng đồng để mừng lễ phục sinh, ngay từ đầu tháng 3, nhiều gia đình đã trang trí nhà cửa theo chủ đề phục sinh với tông màu ấm sáng để thay đổi không khí trong nhà và chào đón mùa xuân tươi mát sau mùa đông lạnh giá. Trẻ em trong dịp này cũng thường được cha mẹ mua cho những món quà nhỏ, có thể là những món đồ chơi hay bánh kẹo và những trái trứng phục sinh đầy màu sắc để tạo niềm vui và sự đầm ấm trong gia đình. Người ta nhìn thấy máy bay thả hàng viện trợ xuống dải Gaza hôm thứ Hai mùng 1 tháng 4 khi lực lượng Israel rời bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza sau một chiến dịch kéo dài 2 tuần, để lại một vùng đất hoang tàn với những tòa nhà bị phá hủy và thi thể người Palestine nằm rải rác trên mặt đất. Một số quốc gia đã khôi phục các đợt thả hàng hàng không để cung cấp viện trợ nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Các cơ quan viện trợ cho biết việc vận chuyển hàng hóa tới Gaza đã bị cản trở do những trở ngại quan liêu và tình trạng mất an ninh kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel cho biết họ không đặt giới hạn về số lượng viện trợ nhân đạo vào Gaza và đổ lỗi cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc về sự thiếu hiệu quả trong việc tiếp cận dân thường ở khu vực. Theo cơ quan y tế Palestine, hơn 32.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 63 người trong vòng 24 giờ qua trong cuộc tấn công quân sự kéo dài 6 tháng của Israel ở Gaza. Chiến dịch của Israel là sự trả đũa bắt đầu sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó các phần tử hiếu chiến Hamas vượt biên giới vào Israel, giết chết 1.200 người và bắt 253 con tin. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây tiến hành bay thử thành công loại máy bay chiến đấu tăng hình có tên Khan và coi đây là một thắng lợi quốc gia. Khan được phát triển nhằm đáp lại quyết định của Mỹ cấm Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thủ đắc tên lửa phòng không của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các đối thủ của họ đang tái trang bị máy bay phản lực mới của Mỹ và Ankara cho biết họ không có lựa chọn thay thế nào. Việc Hy Lạp đẩy mạnh trang bị vũ khí là mối đe dọa lớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ ở biển Aegean trong vấn đề cán cân quyền lực. Mặt khác, các cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Trung Đông đòi hỏi phải hiện đại hóa khẩn cấp lực lượng không quân. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhấn mạnh đến lệnh cấm vận của Mỹ đối với F-35 liên quan đến trừng phạt CASA. Ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vị thế toàn cầu với các máy bay không người lái có vũ trang được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột từ Caucasus, Syria đến châu Phi. Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tự phát triển máy bay không người lái sau khi Hoa Kỳ từ chối bán máy bay không người lái Reaper cho nước này. Các nhà phân tích cho rằng Ankara coi ngành công nghiệp quốc phòng là quan trọng trong chính sách đối ngoại của quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng càng ít phụ thuộc vào nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thì nước này càng giành được nhiều quyền tự chủ hơn trong chính sách đối ngoại của mình. Về mặt này, Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu cố gắng độc lập nhất có thể. Trong khi đó, Ankara coi máy bay phản lực Khan là một bước đột phá cho ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển nhanh chóng của nước này, đặt Thổ Nhĩ Kỳ vào số ít quốc gia có năng lực chế tạo máy bay phản lực tàng hình. Các nhà phân tích cho rằng, ngành công nghiệp vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn tương đối nhỏ, vẫn dựa vào nhập khẩu nước ngoài cho các linh kiện quan trọng. Improvement, but also like the...
đã có một sự cải thiện khá đáng kể. Nhưng trường hợp của chiến đấu cơ Khan cũng cho thấy sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài liên quan đến các bộ phận thiết yếu, ví dụ như động cơ vẫn đang tiếp diễn. Chiếc máy bay phản lực Khan sử dụng động cơ Hoa Kỳ, nhưng Ankara tuyên bố đang phát triển động cơ của riêng mình. Các nhà phân tích cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định thị trường cho Khan. Điều quan trọng là nó sẽ đáp ứng nhu cầu ở các thị trường thay thế ở những quốc gia không thể tiếp cận công nghệ F-35 vì lý do kinh tế hay lý do chính trị. Vì vậy, giống như Azerbaijan, Pakistan và có thể cả Ukraine là một ví dụ mà Khan thực sự có thể tạo ra sự khác biệt. Máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ cũng áp dụng chiến lược tương tự trong việc tìm kiếm thị trường thích hợp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình khó khăn hơn nhiều so với việc chế tạo máy bay không người lái, và máy bay phản lực Khan vẫn còn chặng đường dài phía trước, trước khi nó sẵn sàng chiến đấu. Di chuyển trên những con đường núi ở ngoại ô thủ đô Caracas của Venezuela, ARI Mobile đưa tin tức đến những nơi mà phương tiện truyền thông thông thường không còn tìm tới nữa. Mục tiêu chính của ARI Mobile đó là phần nào mang mưa tới cho những hoang mạc tin tức vốn đang hiện hữu tại vùng thủ đô cũng như trên cả nước. Khoảng 1/5 người dân Venezuela bị hạn chế tiếp cận thông tin. Tổ chức Giám sát Truyền thông Viện Báo chí và Xã hội Venezuela cho biết truyền thông báo chí tại nước này bị hạn chế. Một số khu vực có ít hoặc không có kết nối Internet. Ở những nơi khác, các đài phát thanh đóng cửa hoặc bị kiểm duyệt. Ở Venezuela, có hơn 50 luật hạn chế, hình sự hóa và ngăn chặn hoạt động báo chí tự do và độc lập trong nước. ARI Mobile là một giải pháp thay thế tới những nơi có người dân, cung cấp thông tin cho họ. Đó là công việc của chúng tôi. Khán thính giả của họ tỏ ra háo hức với mỗi chuyến đưa tin. Bầu không khí giống như lễ hội tràn ngập Tugua, một cộng đồng nông thôn cách Caracas khoảng 1 giờ lái xe. Khi nhóm ARI Mobile chuẩn bị đua nghe, trẻ em và người lớn tụ tập, chơi nhạc và các phóng viên bắt đầu tác nghiệp. Ở những thị trấn nhỏ như thế này, người dân nói rằng việc cập nhật thông tin rất khó khăn. Thông thường ở vùng nông thôn, điều đó rất khó khăn vì đôi khi Internet rất chậm hoặc nhiều nơi còn không có Internet. Thường thì bạn cũng có thể bắt được sóng của một đài truyền hình nào đó, nhưng như thế là không đủ. Đó là những nơi mà ARI Mobile tiếp cận. Nhóm tin tức lưu động tập trung vào việc giúp những người như Pacheco và Kalinsa Pacheco cập nhật thông tin thường xuyên. Họ cũng dạy mọi người cách phát hiện các nguồn thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc. Có một số kênh tin tức phát những chương trình dối trá, thiếu trung thực. Ý tưởng về ARI Mobile xuất phát từ liên minh gồm 3 trang web tin tức mà Conatel, cơ quan quản lý truyền thông của Venezuela, thường xuyên chặn. Các cơ quan giám sát truyền thông cho biết Venezuela có lịch sử ngăn chặn việc tiếp cận tin tức độc lập và rằng cánh nhà báo của đất nước làm việc trong bối cảnh bị hạn chế và đe dọa tấn công về mặt thể chất hoặc pháp lý. Chúng tôi nhắm mục tiêu tới những người dân thường. Chúng tôi quyết không ngồi yên chịu kiểm duyệt, mà thay vào đó, chúng tôi chủ động tìm tới người dân, mang tới cho họ thông tin về những khu vực khác nhau. Thông qua việc đưa tin về cả những vấn đề xảy ra tại những địa phương mà đoàn dừng chân, ARI Mobile giúp tạo ra một sự gắn kết trong cộng đồng. Người dân không có nơi nào để tìm đến khi muốn nêu lên những vấn đề tại nơi họ sống. ARI Mobile đã, đang và sẽ tạo điều kiện cho người dân nói lên những bức xúc và nhu cầu của mình. Khi màn đêm buông xuống, mọi người tụ tập trên đường phố để xem video về các vấn đề ảnh hưởng đến đất nước của họ, bao gồm cả những thông tin sai lệch. ARI Mobile đã mang tin tức đến những thị trấn như thế này được 6 tháng nay, một tia sáng trong thời kỳ đen tối cho giới truyền thông. A mi el agua me la ponen.